Tôi thì tôi nói thiệt chứ tôi ghét cái kiểu vô chơi game mà nói. Tôi ghét cái kiểu vô chơi game mà tình huống xảy ra rồi Toàn nói hay không rồi nha. Tôi ghét cái kiểu đó lắm. Tình huống xảy ra rồi nói ai không nói được. Xe lát ơi, xe lát ơi, g sen xe lát ơi. Ủa xe lát nó chết rồi, quên nữa. Tôi thì tôi nghĩ là vào tới trận này á, bên phía Sinning Sharp với lại Sword Art vẫn sẽ là hai người rất là cứng cựa. Sharp mặc dù xưa tới giờ mấy ông nói là chưa đi những cái thế giới thôi, chứ đừng Sharp kiểu như bản lĩnh của nó cứng như lắm rồi. Nó không có bị lung lay trong những cái trận đấu như thế này đâu. Sharp với Sword Art thì vẫn sẽ là một cái gì đó rất là ghê. Nhưng mà Mết lại đang hơi gọi là cảm thấy là mid với lại top của bên phía Sinning á hơi mệt á, thiệt. Mết cảm thấy sẽ hơi mệt với lại vậy cái mid với top của bên phía bên Number One á. Hai thằng mid với top bên kia khủng lắm. Bây giờ mấy ông nhìn thằng Nuguri đánh á, mẹ mấy ông thấy nó đánh khác gì tôi thời tôi còn trẻ đâu. Nó cháy như mát gì. Khác lè. Oh my goodness. Barrel, remember, does not have his ultimate, but Nuguri has his! As the Slicing Maelstrom launches itself into the backline, an easy triple kill is banned. Oh, the fade away! Banner. Quadra kill comes out as now Fly. Ơi, đó, đẹp rồi đó. Trời ơi, mẹ nó quẹo lên rồi. Sharp là một thằng mà nó đánh rất là đa dạng đội tướng. Nó không có sợ thằng kia bích con mẹ vậy chân á. Ông bích cái gì nó không bích được chân á. Dù giờ meta đang 5 con đúng không? Ông ban 4 con, bích con, nó bích con đi sao nó đánh. Đéo có gì hết, đéo có vấn đề gì hết. Really nigga. Ờ cái này thì mất nói cho anh em biết thôi. Sợ là anh em không biết. Thì hiện tại mất có một quen, tức là có một chị hồi xưa làm trong Garena. Chị đó hiện tại đứng ra tổ chức một cái view party ở CGV hay là BHD gì á, ở Sài Gòn nha. Mấy nơi chỗ khác thì mới không biết, mới không có cập nhật nhiều. Thì chị đó có bán vé mà kiểu như là chị để lấy lại vốn thôi á, làm kiểu phi lợi nhuận á. Anh em nào lên Facebook tìm hiểu, anh em nếu quan tâm thì anh em coi. Còn mất thì mất không có thích đi mấy cái đó lắm, ngột ngạt. Mất chỉ thích ở nhà thôi, nói thiệt. Mất chắc chắn là đến khi mà mất 40-50 tuổi, mất vẫn sẽ chỉ thích ở nhà thôi. Mất sẽ đéo thích đi đâu đó. Ở nhà mà chơi game, ví dụ như bây giờ mất sẽ ở nhà mất chơi Liên Minh, mất chơi đế chế, mất bắn CSGO, mất chơi đủ thứ trò với lại anh em bạn bè. Thì lúc mất 40-50 tuổi á, mất sẽ rủ bạn bè qua nhà đánh cờ tướng, đánh cờ úp, đánh cờ vây, đánh cờ vua, hoặc là qua đây rủ nó nuôi cá, trồng cây gì thôi. Nhưng mất chỉ thích ở nhà thôi, đéo thích đi ra ngoài đường, không biết sao nữa. Có phải là mọi người thỉnh thoảng mọi người sẽ rủ bạn bè đi uống cà phê, đi uống cà sữa, đi uống sữa tươi chân trong đường đen, hay là đi uống cà đào, hoặc là đi ra quán ngồi ngâm nghi thôi. Còn mết thì hiếm khi lắm. Nhiều đó, như ví dụ như mết đi nát đi, mết rủ nát đi uống cà phê á, là đéo phải là chạy đâu xa hết trơn á, trước cửa công ty có một hai quán cà phê ra đó ngồi ví dụ ra ngồi uống trái dừa gì sao. Còn đéo nói chuyện như nát luôn á, tôi như nát ra cà phê. Cảm ơn Phạm Châu Trai nha em. Mết với lại thằng nát á là đi ra quán cà phê, hai thằng kêu hai ly nước, ngồi uống xong hai ly nước đi về, đéo có nói với nhau một câu gì hết trơn á. Uống với nó cà phê với nó như vậy phải 5 lần rồi đó. Thiệt. Uống cà phê hát vậy 5 lần. Đi ra quán cà phê chỉ uống cà phê thôi, uống xong cà phê đi về. Gì ghê vậy? Ở gì ghê vậy? Ôi gì ghê vậy? Ghê vậy, nó tóc miếng nè, đâu mấy nói gì đâu mấy gì. Hai người shop ạ, shop team. chạy hả mày. Từ thời xa xưa đã có câu che già thì măng mọc. Măng này nó lắc cái mông là mất biết nó nhảy cái điều gì liền hết mà. Sao mà nó trên. Ôi, ôi cái gì nữa đây. Trời ơi. Mất biết nó nhảy cái bài gì đó, nhưng mà nó nhảy nhanh quá, mất nhảy nhìn không kịp. Trời ơi, mày chắc, mày sợ mày chắc. Ồ,
của ai vậy? Ủa bảy núi là bậy rồi. Ơi. Why? Nước luôn à. Gray. Con Gray chạy đi ăn chim. Hay lại nè. Đình nha, double kill. Ui. Cái này là di chuyển không tầm nhìn. Di chuyển không tầm nhìn. Nó đó. Nó đó. Chính nó. Để chứ sao bỏ được. Trời ơi, lại đó double kill trên bảy núi. Chết mày. Chết mày. Trời ơi, nó đông. Tôi thì tôi nói thiệt chứ tôi ghét cái kiểu vô chơi game mà nói. Tôi ghét cái kiểu vô chơi game mà tình huống xảy ra rồi toàn nói hay không rồi nha. Tôi ghét cái kiểu đó lắm. Tình huống xảy ra rồi nói ai không nói được. 20 minutes later. Xe lát ơi, G sen xe lát ơi. Ủa xe lát nó chết rồi, quên nữa. Con xe lát của team mới là support mà bây giờ nó mạnh còn hơn là nó mạnh hơn top nữa. Coi đó kìa. Có nhiều khi giờ mà đưa Mordekaiser này đánh với nó, đánh ông lại nó luôn á. Nhà đi, em được á. Trời ơi. Ơ, chục, ây da, xém sống rồi. Không, con xe lát này nó có đam nhưng mà nó bị quýnh đau quá, nó không có thủ. Quỷ con miêu đạp nó muốn ná cái thở luôn rồi đó. Rồi chết rồi. Này sao sống. Hài thì chứ. Bịt cái đầu nó lại. Ừ. Chơi cơm yêu nè, chơi cơm yêu nè. Cú tao. Hổn hai em gái. Chối em bằng cà vạt liền. Hết bệnh dư năng lượng quá. Mm.